Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn tổ chức buổi truyền thông thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, vun đắp giá trị gia đình Việt trong xây dựng nông thôn mới. Bà Đinh Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cùng hơn 200 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Thoại Sơn tham dự. Thông qua buổi truyền thông nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng gia đình, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động và phát huy vai trò trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tiến bộ văn minh, định hướng giá trị giáo dục thế hệ trẻ, phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, vận động tham gia xây dựng nông thôn mới.